Những vụ vượt ngục ly kỳ nhất lịch sử. Đây là những vụ vượt ngục tưởng chừng như không thể đã từng làm rúng động dư luận trong lịch sử. Mới đây, tên trùm ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman đã khiến cả chính phủ và cảnh sát Mexico bẽ mặt khi thực hiện một vụ đào thoát thành công khỏi nhà tù kiên cố bậc nhất nước này thông qua một đường hầm dài tới 1,5 km. Hàng năm, trên thế giới có hàng ngàn tù nhân trốn thoát khỏi các nhà tù. Nguyên nhân của các vụ vượt ngục chủ yếu do lỗi an ninh tại các nhà tù. Bên cạnh đó, cùng với các thủ đoạn tinh vi phức tạp đã giúp tù nhân trốn thoát thành công. Dưới đây là những vụ vượt ngục ly kỳ nhất trong lịch sử. 1. Linh mục đào tẩu khỏi nhà tù Tháp London. Vào thế kỷ thứ 16, một linh mục có tên là John Geras đã trở thành người duy nhất trốn thoát khỏi nhà tù khét tiếng Tháp London Anh. Vị linh mục này đã bị tống giam vào đây và bị kết án tử hình do giáo hội công giáo bị đàn áp dưới thời nữ hoàng Elizabeth. Ngay lập tức, vị linh mục này đã lên kế hoạch tẩu thoát. Cuối cùng, ông đã liên lạc được với những người bạn của mình bên ngoài bởi những lời nhắn được viết bằng một thứ mật ngụy trang đặc biệt làm từ nước cam. Sau một lần vượt ngục không thành công, Geras đã tìm cách đào thoát với sự giúp sức của một người bạn, chèo thuyền dưới chân thành của tòa tháp và tung sợi dây thừng lên cho Geras. Geras tưởng như đã không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần do đôi tay bị thương nặng sau đợt tra tấn. Tuy nhiên, với ý chí của mình, vị linh mục này đã xuống được chiếc thuyền đang đợi bên dưới và trốn thoát khỏi nước Anh, sống nốt phần còn lại của cuộc đời tại Rome. 2. Cuộc vượt ngục huyền thoại của Dellinger. John Dellinger là tên tội phạm khét tiếng của nước Mỹ và nổi tiếng nhờ các vụ đào tẩu khỏi nhà tù vào những năm 1930. Năm 1933, cùng với sự giúp sức của đồng bọn, Dellinger đã lại một lần nữa lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù Lim thuộc bang Ohio, Mỹ sau khi bắn chết hai người lính gác. Tuy nhiên, vụ đào tẩu nổi tiếng nhất của y là vào năm 1934, sau khi tên này bị bắt vì trộm ngân hàng. John Dellinger được đưa tới nhà tù Hartleck, một nơi tưởng như không thể trốn thoát, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát vũ trang và lực lượng vệ binh quốc gia. Tuy nhiên, Dellinger đã trốn thoát thành công nhờ sử dụng khẩu súng giả làm từ bánh xà phòng. Sau đó, y đã đánh cắp chiếc ô tô của cảnh sát trưởng và chuồn tới Illinois. Trớ trêu thay, chính chiếc xe đã khiến FBI lần ra dấu vết của Dellinger và dẫn tới cái chết của y. 3. Trốn thoát khỏi nhà tù Libby. Nhà tù Libby tại Richmond thuộc bang Virginia là một trong những nhà tù khét tiếng nhất trong cuộc nội chiến Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng là nơi diễn ra những vụ đào tẩu táo bạo nhất. Vào năm 1864, một nhóm gồm 15 binh lính dưới sự chỉ đạo của đại tá Thomas A. Rose và thiếu tá Adrian Hamilton đã đào hầm bên dưới nhà tù tới khu đất trống liền kề. Đây thực sự là nhiệm vụ không dễ dàng gì khi phía bên dưới nhà tù là một nơi tối tăm, được biết tới như địa ngục chuột. Tuy nhiên, sau 17 ngày đào, họ đã tới được một nhà kho thuốc lá gần đó. 109 binh lính đã tham gia kế hoạch trốn thoát này. Tuy nhiên, chỉ có 59 người trốn thoát thành công, 48 người đã bị bắt giữ lại, 2 người bị chết đuối tại một con sông cạnh đó. Tuy nhiên, nó đã trở thành vụ trốn thoát thành công nhất trong kỳ nội chiến. 4. Cuộc vượt ngục của Casanova. Nhà văn, nhà thám hiểm người Ý thuộc thế kỷ thứ 17, Giacomo Casanova, được biết tới với biệt danh người đàn ông sát gái nhất lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng được biết tới là một trong những kẻ vượt ngục nổi tiếng nhất của thời đại. Năm 1973, với các vụ ngoại tình của mình, Casanova bị bắt và giam giữ tại nhà tù Lisci. Lý do khiến nhà tù này có cái tên đặc biệt như vậy do mái của nhà tù được làm bằng chì và những vụ trốn thoát khỏi nhà tù này dường như là điều không thể.
Tuy nhiên, nhờ một thanh kim loại, Casanova cùng với người bạn của mình là một linh mục ở trong tù đã quyết định đào đường hầm xuyên qua mái nhà. Sau đó, hai người này đã sử dụng thang và dây thừng để xuống bên dưới, phá khóa nhà tù và lẻn qua các lối đi bên trong hành lang, rồi trốn thoát bằng thuyền ra con sông trong thành phố. Về sau, Casanova đã viết lại hành trình đào tẩu của mình trong một cuốn hồi ký nổi tiếng. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện của ông có thể đã được hư cấu nhiều. 5. Pascal Baez, 3 lần vượt ngục bằng trực thăng. Năm 1997, Pascal Baez bị kết án 30 năm tù tại nhà tù Lyonesse, Pháp vì tội danh giết người trong một vụ cướp bất thành. Năm 2001, tên này đã thực hiện một vụ tẩu thoát táo bạo bằng trực thăng từ trên nóc của nhà tù với sự giúp sức của những kẻ đồng lõa. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, Baez đã bị bắt trở lại nhà tù. Không dừng lại ở đó, y lại tiếp tục thực hiện một vụ vượt ngục tiếp theo bằng trực thăng với sự giúp sức của 3 bạn tù. Nhưng ngay sau đó, cả 4 tên tội phạm đã bị bắt và Baez đã bị tăng mức án phạt thêm 7 năm vì tội cố gắng vượt ngục. Năm 2007, Baez lại một lần nữa lên kế hoạch tẩu thoát khỏi nhà tù Grassi, một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất của Pháp, bằng chiếc trực thăng do đồng bọn của y cướp tại một sân bay gần đó. Chỉ sau 2 tháng, Baez đã bị bắt giữ lại. 6. Trốn thoát khỏi Alcatraz. Nhà tù Alcatraz được xây dựng dành riêng cho những tên tội phạm nguy hiểm với hệ thống an ninh tốt nhất tại đảo Alcatraz thuộc San Francisco, Mỹ. Năm 1962, Frank Morris cùng Clancy và John Anglin đã lập kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng để chạy trốn khỏi nhà tù khét tiếng này. Bộ ba này đã sử dụng rất nhiều công cụ, trong đó có cả mũi khoan được lắp ráp từ động cơ của máy hút bụi để khoan xuyên qua các lớp bê tông cũ kỹ trên trần nhà. Ba tên tội phạm đã tạo nên một đường chạy trốn thông tới bãi biển và sử dụng chiếc bè lắp ráp nhanh chóng chạy thoát khỏi vịnh San Francisco. Sáng ngày hôm sau, cai ngục tá hỏa khi phát hiện người ngủ trên giường trong nhà giam chỉ là hình nộm được làm từ bánh xà phòng và giấy vệ sinh. Số phận của ba tên tù nhân này cho tới nay vẫn là điều bí ẩn. Một số bằng chứng cho thấy chúng đã chết đuối trên vịnh. Tuy nhiên, thi thể của chúng vẫn chưa được tìm thấy. 7. Trốn thoát khỏi nhà tù Maisie. Một trong những vụ vượt ngục táo bạo nhất trong lịch sử đó là cuộc tẩu thoát khỏi nhà tù Maisie của Anh vào năm 1983 khi 35 tù nhân đã thoát khỏi đây. Nhà tù Maisie hay còn gọi là nhà tù Mê Cung là nơi giam giữ những tên khủng bố Ireland, được mệnh danh là nơi không thể chạy trốn được trong hệ thống nhà tù ở châu Âu. Tuy nhiên, sau nhiều tháng lên kế hoạch, một nhóm tù nhân đã nắm quyền kiểm soát nhà tù bằng cách sử dụng súng ngắn được tuồn vào buồng giam. Chúng đã bắn bị thương cai ngục và ăn cắp đồng phục của họ. Tổng cộng 35 tù nhân đã trốn thoát, tuy nhiên 16 người trong số này đã nhanh chóng bị bắt giữ. 8. Great Escape, cuộc tẩu thoát vĩ đại. Cuộc tẩu thoát của 76 quân đồng minh khỏi nhà tù Stapluchi của Đức Quốc xã vào năm 1944 được coi là cuộc tẩu thoát lớn nhất xét cả về số lượng, quy mô và độ rủi ro. Những tù nhân này đã đào 3 đường hầm bên dưới nhà tù thông qua hàng rào dây thép gai để thông tới một khu rừng gần đó. Kế hoạch trốn thoát này đã được thực hiện với sự tham gia của 600 tù nhân. Ngày 24 tây tháng 3 năm 1944, những tù nhân này đã thực hiện cuộc chạy trốn. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên tới mặt đất, họ đã bị phát hiện. 76 người may mắn trốn thoát và đường hầm này ngay lập tức bị đóng cửa. Cho tới nay, kế hoạch trốn thoát táo bạo này vẫn được nhắc tới trong các bộ phim và Great Escape vẫn là vụ trốn thoát nổi tiếng nhất mọi thời đại.